Sức đây nè, tình học này là dương bằng to chút kia mùi lùm hạt tiết nè. Xâm rạp lùm hạt ạc nó vọt nơi khăn ông mê riêng tí buôn mọi dương. Cứ completing the accounting cycle nè. Chẳng được khăn ông video này cứ dương chiên châu đo lùm hạt tí đọc bấy. Xâm rạp cả ạc nó vọt mê riêng tí buôn mọi dương nè. Này lùm hạt ní. Cứ kể ao dương prepare a classified balance sheet. Azam net $1,000 out the note payable will be paid in ឆ្នាំ 2011 អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេថា the adjusted trial balance for car bullying alley at December ថ្ងៃទី 31 ឆ្នាំ 2010 ណា content the following account ណា chẳng adjusted trial balance đại kê ao mà dương ý cứ chia trial balance đại kê thua cả điểm chấm nơi trong năm pi pon đọc đấy mà này thà nơi trong năm pi pon đọc nó cứ nơi trong khai đọc pi đấy chẳng vì trong năm ấy đấy ngày thứ sáu sập mùi đấy hay kê ao dương điểm chấm điểm chấm bài chạy nhé chẳng kể ao dương classify bài chạy balance sheet chẳng lại những đôi chị kể ao dương prepare balance sheet chẳng đấy cứ riết trong ta đang to là dạng hiếp sàn bò người trong nam này nhé hay cái sàn mọt thà nhé à dám được mà mơn bay pon buôn rồi lá để mà mơn bay pon và mà mơn bay pon cầm buôn rồi lá our note payable will be paid lực trong nam pi pon đọc mùi nhé bản chất cái bạc thà thì ở note payable bao nhiêu từng óc cứ miên chỉ luôn của bạn bạn miên chỉ luôn ở cùng buôn mớn trăm pi pon trăm pi rồi bảy sáu đô la còn tại cái bạc thà khăn ông note payable đại miên ở một cùng buôn mớn trăm pi pon cùng bảy rồi bảy sáu đô la nữa cứ khăn ông nâng miên một mớn bảy pon trăm buôn rồi đô la nâng tư tu toát nơi không nắm pi pon đọc mùi chứ tu toát không nắm pi pon đọc mũi bạn này thả quay giờ tới tu toát môn pe mà nắm nứng anh nứng viên note pe bò bạn nứng viên châu được không cái bạn thật được không current lại đi thì đấy chẳng hạn nơi sau của màn tiết từ việc chia long term lại đi thì đấy bạn chẳng hạn lấy viên châu từ điểm chấm cứ điểm chấm pe pon chúng mình classify balance sheet nứng cứ miền asset liability and owner equity nè chẳng những việc tam lục đạp lục đầu được mê điền bỏ dưỡng đại nhóm bạn bằng hai cà phê video vẽ con chúng mình mê điền bỏ dưỡng nè bởi xanh dư dưỡng ở cho bà tế cứ dưỡng ai cho bỏ từ bờ làng quên được không ông mê điền bỏ dưỡng cứ classify balance sheet nè bởi chân ta hỏi lưu dưỡng cho tôi đo chùm lại thì ngọt nè nè chân làm bây điếp trong ta đang tôi dạ thiếp chân dưỡng đặt tìm mũi cứ chung buộc đồng hốn bà tí pí cứ mua ra bài ca thì dương nghiệp chọn nâng cứ balance sheet nó hay tí bấy nó cứ cả bà chạy bà dương cứ nghiệp chọn nữ đó ngày tí xa sợ muối khai đọc pí xa năm tí còn đọc chân màu nè bà chân được nông balance sheet bà dương cứ tí muối cứ dương nghiệp chọn tẹ con chúng mình nâng cả classify asset nè chân kì bài chạy cho tí phân ách cứ asset mà phân ách hay nông nông asset nâng kì bài chạy tí 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 cứ dương đặt tạm nâng màu nè hay tí tò mà tí cứ liability nâng owner equity nè bà chẳng asset bao dương tìm mũi cứ miên current asset nè bà đây current asset bao dương nè khăn ông bật thiên này dương áo ý cứ vì miên miên prepaid insurance mà miên account receivable đôi chì miên tập bay nâng tê nè vẹp con cho mũi nâng current asset nè bà chẳng tìm mũi dương bà còn chìa đã sạch bạc nè lưu kê nè khe bao dương cứ miên bầm mơn bầm bầy bón sai sạch đà là chẳng dương đạ mỏ nè sạch bạc bao dương cứ miền mà mơn cùng bầy bón xài sắp đô la chẳng màu này bà chênh vì sạch bạc máu cứ dương miền prepaid insurance nâng account receivable đó đại prepaid insurance và dương cứ buôn bón bầm mùi rồi 80 đô la hay nâng account receivable và dương cứ mà mơn buôn bón trăm rồi một thay đô la này bà chênh vì mùi cứ dương đặt account receivable một nét chân account receivable và dương cứ miền chùm luôn một mớn buôn bón trăm rồi một thay đô la đó nơi khẳng lờ và tỏ bì khẽ bao dương chân màu đấy và chênh bì account receivable trong cái bao dương cứ prepaid insurance và có cuộc current asset cứ như prepaid insurance mùi tiền đấy chân những đặt prepaid insurance chân màu đấy và chân chọc bẹo quan chúng mình nâng current asset ít cứ dương thuê ca tàu táo current asset mùi máu sở rộp máu cứ current asset bao dương cứ miên bầy mơn trăm tí bón
$240 ណាដែលយើងបូកទាំង3កណនីនឹងបញ្ចូលគ្នាមកគឺយើងឃើញ $37,240 ណាបាទជាបន្តគឺយើងចូលដល់ដោយសារយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពក intangible asset អីទេគឺយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតែ current asset ហើយនឹង property plant and equipment ដែរប៉ុណ្ណោះណាពពក asset របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រភេទទី2នៅក្នុង current នៅក្នុង asset របស់យើងនេះគឺ property plant and equipment ឬយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងជា fixed asset ក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងវាមានមានដូចជា land មានដូចជា building មាន equipment ណាអញ្ចឹងវាមាន13ហ្នឹងទេដែលស្ថិតនៅក្នុង property plant and equipment ណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងដាក់មកទី1គឺមាន land ណាគឺមានដីណាដែលជាពពក property plant and equipment ដែលមានតម្លៃរបស់វាចំនួនប្រហែល $64,000 ណាទី2គឺយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង equipment ណាអញ្ចឹង equipment របស់យើងយើងដាក់ building មុនក៏បានដែរណាបាទ building គឺតម្លៃរបស់វា $128,800 ប៉ុន្តែ building របស់យើងនេះគឺវាមានaccumulate depreciation របស់វាណាអញ្ចឹងវា accumulate depreciation ទៅលើ building មានចំនួនប្រមាណបាទ $42,600អញ្ចឹងតម្លៃ building ដែលយើងដាក់នេះគឺយើងត្រូវអីគេបាទគឺត្រូវដកតម្លៃ accumulate depreciation ទើបយើងឃើញ net building មួយណាបាទអញ្ចឹងយើងដកតម្លៃ accumulate depreciation របស់វាចេញអញ្ចឹងយើងយក $128,800ដកឲ្យ $42,600ទៅឃើញថា building របស់យើងតម្លៃរបស់វានៅសល់តែ $86,200ទេណាអញ្ចឹងនេះតម្លៃ building របស់យើងណាចេញពី building មកគឺយើងមានអីគេបាទគឺមាន equipment ណាអញ្ចឹង equipment របស់យើងគឺតម្លៃរបស់វាគឺមានចំនួនប្រមាណបាទ24,000នេះ build equipment របស់យើងបាទនេះណា equipment របស់យើងគឺមានតម្លៃចំនួនប្រមាណនេះ $62,400អញ្ចឹងយើងដាក់ equipment មកណាចេញពី equipment ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដក accumulate depreciation ទៅលើ equipment ហ្នឹងចេញដែរណាគឺ $18,720ទើបឃើញតម្លៃសពសុទ្ធនៃ equipment របស់យើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដកតម្លៃ accumulate depreciation ទៅលើ equipment របស់យើងនេះមកឃើញថាតម្លៃ equipment របស់យើងនៅសល់តែ $43,680 ទេបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការសរុបចេញនៅតម្លៃរបស់ពពក land building ហើយនឹង equipment របស់យើងនេះសរុបទាំង3ហ្នឹងមកគឺវាឃើញចំនួនប្រមាណបាទឃើញចំនួន $193,880អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន total asset របស់យើងអញ្ចឹងយើងបូក current asset ហើយនឹង property plant and equipment នេះបញ្ចូលគ្នាមកគឺវាឃើញ $231,120 ណាចឹងចប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង classified asset ណាអញ្ចឹងយើងចូលជាបន្តចូលទៅដល់ liability and equity ណាចឹងតើ liability and equity របស់យើងតម្លៃរបស់វាស្មើទៅនឹង asset របស់យើងនេះសរុបផតបើវាអត់ស្មើគ្នាទេការរៀបចំរបស់យើងខុសណាប៉ុន្តែជាទូទៅវាត្រូវតែស្មើគ្នាឯណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ liability និង equity ណាអញ្ចឹងទី1គឺ liability គឺ classify វា current liability ហើយនឹង long term liability ណាដោយ current liability របស់យើងគឺយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលរយៈពេលខ្លីនេះមាន account payable ហើយនឹង note payable របស់យើងដែលយើងអាចសាំប្រមាណដែលគេប្រធានយើងដែលឲ្យមិញហ្នឹងគឺ130,000មិញហ្នឹងគឺយើងយកវាមកដាក់មកណាហើយ note payable របស់យើងដែលជា long term នេះយើងដកអាតម្លៃយើងយកទៅដាក់ current liability នេះទៅណាបាទមាន interest payable នេះក៏ជាពពក long term current liability ដែរណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺ long term current liability របស់យើងមាន current portion on note payable បានន័យថាតម្លៃ note payable ដែលយើងមានរយៈពេលខ្លីដែលត្រូវទូទាត់ឲ្យគេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺ $13,900អញ្ចឹងទី1គឺវាជា current liability ណាអញ្ចឹងបើគេអត់ប្រាប់ទេគឺយើងយកសរុបជា current long term liability ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើគេប្រាប់ថាវាអាចទូទាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងទើបយើងដាក់វាបញ្ចូលមកជាក្រោមមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងដាក់វាចូលមក current liability នេះបាទបន្តមកទៀតគឺយើងមាន
note account payable hay nâng interest payable đấy chẳng account payable bao nhiêu đặt mua máu cứ miên chuyển đồn đồ bán và mà mơn phí quán bây rồi là chẳng phí account payable mà mơn phí quán bây rồi là dưới chỗ đó interest payable cứ phí quán và mùi rồi là chẳng dừng đặt interest payable phí quán và mùi rồi là màu đấy bà và to mà tiết cứ dừng sở rộp tàu ta khởi lên lại dự thi bao nhiêu máu cứ thà dừng sở rộp tàu bây nhiêu máu cứ được hơi phí mơn và mấy quán và mấy rồi là đấy và trên vì nước máu dương châu đó long term liability nè đây long term liability bao dương cứ miên tại mùi đấy cứ miên note payable bao dương đây dương đỏ mà mơn bay pon mà mua rồi là đi trên tới cứ dương khơi long term liability bao dương nhé cứ dương note payable đây thật được nó long term nhé cứ dương vô bằng buồn mến bằng pi pon bằng bay rồi là bao dương ít nó ao mà mơn bay pon mà mua rồi là máu khơi thà note payable bao dương nữa sau tại bằng bay mến bay pon bằng bay rồi bảy sáu đô la tiền đấy bà chương dương sau đó pi nên bà cho khi máu dương khơi total liability nhé tại total liability bao dương bằng nó sau đó bà còn hốn cứ miên mà đọc mùi mơn pi pon bộ mùi rồi 80 đô la này chân đi cư chi bộ nô là dạy về khói nâng dạy về với như dương sổ và châu khí này hai bà to mà tiết cư dương điệp chọn phép con chú mình owner equity này đại owner equity bao dương ý miên tài capital đấy bằng tài capital bao dương ý tự bốc chú mình nâng net income này đại net income dương bàn màu về ná địa bàn màu bi chùm nô sổ dương do chùm nô sổ đấy cư chùm nô bao dương miên bullying revenue bao dương mà mơn buôn pon mà rồi 80 đô la đo ao chùm này sổ bao dương cứ miên interest expense depreciation expense hay nâng insurance expense chẳng dương do anh ít đo áp bay máu cứ dương khơi bẹp pon chùm mùi nâng net income bao dương nét chẳng dương do mà mơn buôn pon mà rồi 80 đô la đây chỉ chùm nô đo ao trăm pi rồi 80 insurance expense đo ao trăm pi pon bay rồi học sắp depreciation expense nâng đo IP pon của 10 đô la cứ interest expense dương khơi net income và tổng máu dương dân net income ní bốc chú mùi nâng capital ní tớp dương chênh capital trong kia nét và sân cả lãnh ní và sân dì dương ọt bốc phép pon chú mùi nâng net income tế chùm lại bao dương nâng khó nét và chân dương ban phép pon chú mùi nâng capital bao dương ní cứ dương dương capital đang kia để kê ai sáp bốc chú mùi nâng net income để dương miên máu khuyên trong đó cứ capital bao dương cứ mà mơ ở đọc mùi mến bằng bấy quán buôn rối sai sập đồ la này và tổng máu dương thưa ca sở rộng total liability and owner equity bao dương như máu khuyên tha vì mình chung luôn ở một hay bấy mến một quán mà rồi một hay đồ la này đôi tiền nâng asset bao dương đại chẳng đi asset bao dương có khuyên phần năng đại này và đi asset này bà này asset bao nhiêu nó cứ một hay bay mới mà bón mà rồi một hay là được tiền đấy chân trong lại trong cầu bao nhiêu cứ trầm trời đấy bà rồi xa lại vị trí hay nâng owner equity bao nhiêu bộ và chỗ này tới cứ việc smart từ nâng asset đấy bà chân nơi video này xong đạp lùng hạt đi đọc bay bao nhiêu nhưng miền tại phần năng tế hay dương nâng bằng to chụp kia chế bằng to xong đạp video cáo nơi lùng hạt đi đọc buôn chế bằng to tiền đấy chúng complete chui subscribe channel YouTube KH Study Online hay chui chọn lựa được đăng mà nẹt mùi phong làm bây giờ từ tua ban video cần để chán hay complete chui share video này làm bây chạy làm lên chụp nẹt đăng các con chụp mùi những kẹt này được học nè nhé chẳng lẽ video này nhung và chọn tại thằng đang sân chọn nhé.